hai cái sai cần phải tránh và một cái đúng luôn luôn học một lần đứng trước một cái gì mà quan trọng. Được chưa? Cái sai thứ nhất mà người ta nghĩ rằng người phụ nữ dễ nhiễm bằng quan vì bằng quan âm đạo ở gần hậu môn cho nên dễ nhiễm trùng. Sai. Ta biết được rằng người dân Việt Nam có một câu rất là hay. Em có chắc là em có một star chưa? Đó, đang đúng rồi đó. Lần vùng mà chẳng thôi tân mùi. Để nhắc cho em rằng âm đạo nằm rất gần hậu môn nhưng rất thân hoạt. Vì ở đây pH của nó luôn luôn là 4.5. Còn những con vi trùng từ bên hậu môn qua đây mà muốn gây bệnh được, những con vi trùng đó cần pH 7. Như vậy khi nó lọt qua đây là nó sẽ chết đi, nó không thể phát triển được nếu pH bên này đừng có bị rối loạn. Có nghĩa là một người phụ nữ luôn luôn giữ sạch sẽ, mỗi lần đi tiểu nhớ rửa cho sạch. Vì nếu các bạn không rửa, các bạn tiểu xong các bạn kéo quần lên, nước tiểu pH 6.5, nó sẽ làm cho cái mô bé và âm đạo sẽ trở thành pH kiềm, lúc này mới bị nhiễm. Như vậy các bạn phải hiểu cho đúng, đừng nói là người phụ nữ dễ bị viêm mặt quan nữa, trừ phi người phụ nữ đó làm thay đổi pH. Tao không nói là họ giờ, mà tao không nói là họ làm thay đổi pH. Tao hiểu được chưa? Cho nên đừng có nghĩ như vậy. Cái thứ hai, người ta cứ nghĩ một cái điều sai là có một người nào đó đi đái lăng nhắc là viêm mồng quan. Sai. Đái lăng nhắc chỉ là loose thôi. Lúc này phải thử nước tiểu. Nếu nước tiểu có bạch cầu dương tính thì đây mới là viêm mồng quan. Còn nếu mà nước tiểu mà bạch cầu âm tính thì đây là do nguyên nhân chỗ não, do nguyên nhân chỗ khác, do nguyên nhân 3-4 ngày rồi chưa đi cầu, do những nguyên nhân khác. Như vậy khi có được một bạch cầu dương tính ở đây, ta sẽ có một cái gai lai 1, 2, 3, 4, 5. Những gai lai này luôn luôn đúng với phụ nữ. Nó là gì? Số 1 là người phụ nữ viêm bàng quang sau giao hợp. Người ta khai với mình là hôm qua mới giao hợp, thì lúc này các bạn gọi nó là viêm bàng quang sau giao hợp và chỉ cần một liều kháng sinh là đủ. Đối với viêm bàng quang hiện nay, ta nhớ rằng 80% là do Ercolin, còn lại 20% là do bộ trí, là do Staphylococcus. Thỉnh thoảng sẽ có Klebsiella, thì con Klebsiella rất nguy hiểm. Nhưng mà bệnh nhân nào phải nhập viện, phải có đặt thông tiểu, phải nằm bệnh viện thì có Klebsiella. Như vậy nếu người đi ngang qua mặt em ở ngoài đường thì đa số các con vi trùng đó đều là Ercolin hoặc một con gì đó rất nhạy với lại ống thông tiểu hoặc là Cipurucin. Và như vậy cứ theo phác đồ đó mà tao quên. Một người phụ nữ như mà quan sát cho hợp chỉ cần một liều kháng sinh là đủ. Một người phụ nữ bình thường cái tuổi active và sexual, có nghĩa là từ 18 cho tới 40-45 tuổi gì đó, thì 3 ngày là đủ. Nếu ta lấn cấn giữa 3-5 ngày thì sau 3 ngày ta thử nước tiểu lại một cái, nếu vẫn còn bạch cầu ta quên thêm 2 ngày nữa. Trước khi quyết định ngưng ta cũng nên thử nước tiểu lại một lần nữa, vì nước tiểu hiện nay rất rẻ tiền, rất dễ làm và chúng ta không sợ dây trùng. Nếu chúng ta tổng phương tính nước tiểu, chỉ như là các bạn cấy các bạn có sợ dây trùng, còn khi các bạn lấy nước tiểu để đi thử tổng phương tính không có sợ gì chứ. Nước tiểu đó nó chỉ sai con cái là nếu sáng hôm đó bệnh nhân đi bộ nhiều rồi mới lấy nước tiểu thử thì protein niệu có thể cao hơn bình thường. Nếu như mẹ mình buổi sáng mới đi bộ 2-3 cây số rồi sau đó mới lấy nước đái đi thử thì coi chừng protein lúc đó lên 4-0.5, chúng ta hết hồn hết vía, chúng ta nói chết mồ rồi, mẹ mình bị bệnh thận rồi. Thế là ngày hôm sau chúng ta phải cho mẹ nằm yên nghỉ thật, rồi sau đó thức ngủ vừa thức dậy nằm yên trên giường lấy nước tiểu xong chạy vô bệnh viện tập thử coi lại coi protein bao nhiêu. Ta nhớ cái này giùm thầy, chứ chỉ sai về cái đó thôi, còn những cái khác không có sợ. Tổng phân tích nước tiểu luôn luôn đúng. Cho nên cái chữ đúng ở đây thì khoanh lại tổng phân tích nước tiểu luôn luôn đúng. Hai cái sai đừng để sai nữa, nhớ giùm cho thầy. Còn cái gì nữa, đối với những người quanh tuổi mãn kinh, chúng ta sẽ xài từ 5 cho tới 7 ngày. Thì sau 5 ngày ta thử lại một cái, coi coi 5 ngày đủ chưa? Chưa đủ thì ta quấn 7.
Đối với người 65 tới 75 thì phải từ 7 tới 10 ngày. Thì sau 7 ngày ta thử cái tiểu cái là đủ chưa? Chưa đủ thì xài tiếp. Nhưng người trên 75 phải xài 2 tuần. Thì sau đó chúng ta thử lại cho còn hay không. Như vậy chúng ta chỉ thấy khi nào đã điều trị đúng theo guideline mạch 2-3 đợt và cầu dẫn dương tính thì lúc gãy cấy. Mà một khi đã bắt được Oculi thì phải làm luôn cái PCR. Được chưa? Còn ngoài Oculi thôi thì đừng làm PCR. Như vậy hôm qua lại kiểm tra thì sao? Sai. Ai cũng cứ đòi cứ viêm bằng quang là cái nước tiểu, cứ viêm bằng quang là PCR. Sai. Còn đối với lao thì bắt buộc phải làm gene expert, tức là PCR. Vì nó sẽ cho phép chúng ta biết được rằng cái con vi trùng lao nó còn nhảy với lymphobin hay không, và chúng ta cần điều trị theo phác đồ nào. Đó. Như vậy sáng nay ngắn gọn như đấy và nhắc cho các bạn rằng khi đi niệu không được sai ở cái chỗ mà tất cả mọi người sai. Sáng một tuần đi học niệu ở đây không được sai về kiến thức viêm bằng quang nữa, không được hiểu sai về cái âm đạo giờ nữa. Nhắc lại thầy vẫn đùa với sinh viên rằng âm đạo sạch hơn cái miệng tụi bay đó. Vì miệng chúng ta pH 8, pH này rất dễ bị vi trùng tấn công, trong khi kia pH 4.5 rất khó bị vi trùng tấn công. Tới đây các bạn sẽ hỏi câu khó, thầy ơi sao cái bao tử mình pH nó acid mà sao cứ viêm hoài? Đây là câu hỏi khó, chúng ta chấm dứt đây.